ngồi chị Yên lên ba xem nào. Ui, con ỉa đầy ra đây rồi này. Ra đây, để ba đi rửa chứ. Hả? Làm gì buồn hả? Trời ơi, sao ra chơi ba? Ngồi đây này, rồi cái bụng căng thế này. Bụng căng là căng này. Này có mùi rồi này. Này, hèn chi nãy giờ ngồi im thế. Con ì ra rồi đúng không? Hả? Hả? Trời ơi, con ì ra rồi đúng không? Đi, ra đây ba xem nào. Đây, ra đây. Đây, ra đây ba xem. Đây ba xem nào. Đây ngồi cho mát mát nha. Chị ngồi ngủ dậy xong cái là ngồi im đó, không ra chỗ ba chơi rồi. Buồn à? Buồn gì? Khó chịu chỗ nào hả? Có chịu chỗ nào không? Tay chân có đau chỗ nào không? Tay chân hết bệnh hết rồi mà, sạch sẽ rồi nè. Chân sạch hết rồi nè. Có gì nữa đâu? Có khó chịu chỗ nào nữa không? Hay là ăn no quá, ăn no cũng khó chịu à? Ăn no quá bụng trướng này ha. Này hôi quá này. Hôi quá để cho ba xem coi có bị ra chưa mà sao hôi vậy. Tay ba xem đây con mẹ nó đây bên đây nè cởi áo cho bon nha ba xem nào. Trời ơi ì ra một đống rồi con ì ra rồi. Đây để ba xem nào con cởi quần ra nha. Con ngồi qua đây. Rồi, con ngồi yên nha, để ba cởi quần ra xem nha. Cởi đồ ra xem. Ba xem nào. Được rồi. Cái này hả? Đây. Con ngồi chị yên để ba xem nào. Ui, con ỉa đầy ra đây rồi này. Ra đây, để ba đi rửa để ba rửa cho nha. Nha. No quá bụng trướng rồi này, còn để ba massage cho nhé. Nó cũng hẳn đây này, rồi rồi massage cho nào, thấy đâu, nằm ngủ nha, ba nằm nghỉ nha, rồi bị ì xong cái là ngồi đơ như thế luôn, không ra chỗ ba chơi gì hết. Buồn hả? Đây, massage cho nha, massage cho bon dễ chịu nha. Đây, để chân bon ra nào nha. Và xem nha. Đây, con chú đít lên nào. Đây, massage cho. Và massage cho. Ừ.
đúng rồi, thò chân dài ra đây. À, ngứa chỗ này hả? Bà gãi chưa? À, chỗ này đúng không? Ở chỗ này ông bên. Chỗ này ngứa hả? À, đây. Đây bà massage cho. Nằm sướng quá. À. Massage mông như bên này. Đây, đi chân lên. Chân lên, đúng rồi. Rồi chân lên như thế nha. Xa tay chân này hết bệnh rồi này, khỏe rồi này ha. Ba lấy sữa cho con uống nha, nha ha, con uống sữa nha. Đây. Ngon không? Ngon không bạn? Muốn thêm miếng nữa, muốn thêm miếng nữa. Đi, thêm miếng nữa. Thêm miếng nữa, con muốn thêm miếng nữa thôi nha. No quá rồi hả? Con no rồi hả? Ngon này. Đây, ngon không? Đồ ăn từ từ thôi con. Đầy miệng hết rồi. Đầy miệng hết rồi. Từ từ thôi. Đây. Đây. Ăn thêm miếng nữa.